Chủ nhà Trung Quốc cử cựu số 1 gôn nữ thế giới San San Phương làm huấn luyện viên trưởng, dẫn dắt Wen Ningyin, Siu Lin và Yu Liu đánh nhánh nữ cá nhân. Đây là ba gương mặt đều từng chinh chiến trên LPGA Tour hoặc Lady European Tour. Let. Mùa này, Ningyin 20 tuổi nổi bật khi đoạt hai cặp trên đấu trường gôn nữ hạng nhất Mỹ, trong đó có Major Women PGA Championship hồi tháng 6. Ngày 11 tháng 9, cô lên đỉnh bảng gôn nữ chuyên nghiệp thế giới, xoán ngôi golfer Mỹ gốc Việt Lilia Vu. Xét thứ bậc tuần này, Ningyin xuống thứ hai, còn Vu giữ ngôi đầu. Đua thành tích với nhóm nữ chủ nhà ASEAN 19 có thêm hai gương mặt đáng gờm diện Pro Anity Ashok, Ấn Độ, Sakibaba, Nhật cũng đều đánh LPGA Tour hoặc LED. Trong đó, Ashok đã hai lần thi gôn ở Olympic, đến nay sở hữu 4 cặp thuộc LED. Nhánh nam ASEAN ghi nhận bộ đôi Hàn Quốc thuộc đẳng cấp PGA Tour Im Sung Chae và Kim Siu. Xét chiến tích trên đấu trường gôn hạng nhất Mỹ, Im đã đoạt một cặp và được biệt danh người sắc vì trăm cầy giải nhất, trong khi Kim đã 4 lần lên ngôi vô địch. Tính cả hồi 2017 tại The Player Championship, giải được xem như major thứ 5 trong gôn nam. Im và Kim sang Hàng Châu tuần này, ngoài việc vì màu cờ sắc áo, còn chung quyết tâm đoạt HC vàng cá nhân hoặc đồng đội để được miễn nghĩa vụ quân sự. Im năm nay 25 tuổi, còn Kim 28, trong khi Hàn Quốc quy định công dân phải hoàn thành quân dịch trước tuổi 35.